Xin chào các bạn đã đến với Techmag. Trong bản tin Tech News ngày 24 tháng 6 sẽ có những nội dung như sau. Trên tay Oppo Reno phiên bản hồng ngọc trai, smartphone pin 4000mAh sạc đầy trong 13 phút, siêu máy tính của Trung Quốc bị đưa vào danh sách đen của Mỹ, Samsung sẽ đòi bồi thường vì iPhone bán chậm, TV Senko ra mắt tại Việt Nam. Từ hôm nay ngày 24 tháng 6, 2019, Oppo Việt Nam sẽ chính thức cho ra mắt Reno phiên bản màu hồng ngọc trai với mức giá không đổi là 12.990.000 đồng. Phiên bản màu mới sẽ mang đến nhiều sự lựa chọn cho khách hàng với sắc thái riêng biệt. Nhìn chung thì phiên bản màu mới này cũng không khác biệt quá nhiều so với phiên bản trước đó ngoại trừ thay đổi về màu sắc. Cụ thể thì ngoại hình của Oppo Reno khoác lên mình bộ cánh tươi tắn hơn và không kém phần quyến rũ. Màu hồng nhẹ nhàng, không quá gắt, mang đến cảm giác dễ nhìn cho người dùng. Cụm camera sau vẫn được đặt ở bên dưới mặt lưng màn kính, tạo cảm giác không quá hầm hố. Tương tự các phiên bản trước đó, Oppo Reno hồng ngọc trai vẫn được trang bị màn hình panoramic 6.4 inch, tấm nền AMOLED, độ phân giải là Full HD Plus, tỷ lệ hiển thị màn hình là 93,1% diện tích của mặt trước nhờ camera búp úp dạng quay cá mập độc đáo với độ phân giải là 16 MP. Còn camera sau thì vẫn được giữ nguyên với camera chính có độ phân giải là 48 MP mà một cảm biến đo chiều sâu có độ phân giải là 50 MP. Về cấu hình thì Oppo Reno hồng ngọc trai được trang bị con chip Snapdragon 710 với RAM là 6GB, bộ nhớ trong là 256GB. Máy được chạy trên hệ điều hành ColorOS 6 dựa trên nền tảng Android 9 Pie. Pin là 3765mAh, đi kèm với đó là công nghệ sạc nhanh VOOC 3.0. Bên trong hộp thì chúng ta vẫn được nhận kèm củ sạc VOOC kèm theo cáp sạc Type-C, tai nghe và một ốp lưng bảo vệ. Với lớp áo mới màu hồng ngọc trai, Oppo Reno trở nên dịu dàng và phù hợp với nữ giới hơn hẳn. Và các bạn nam nào mà yêu thích màu sắc bánh bèo thì cũng phù hợp luôn. Còn các bạn khán giả của Techmag, các bạn cảm thấy như thế nào về màu sắc này thì chúng ta cùng bình luận bên dưới video này nhé. Vivo vừa tiết lộ trên mạng xã hội Weibo rằng họ đang phát triển công nghệ sạc nhanh với công suất sạc lên tới 120W. Với công suất sạc ấn tượng này thì giúp cho công nghệ sạc nhanh của Vivo vượt trội hơn so với Oppo và Huawei, hiện đang là hai hãng dẫn đầu về công nghệ sạc nhanh trên smartphone. Con số này nhanh gấp 3 lần so với Supercharge 40W của Huawei và nhanh hơn gấp đôi so với công nghệ SuperVOOC của Oppo với công suất là 50W. Cụ thể thì Vivo đã cho biết công nghệ sạc nhanh 120W của họ có thể sạc trên một chiếc smartphone có dung lượng pin là 4000mAh chỉ trong vòng 13 phút. Hãng chưa mô tả cụ thể về nguyên lý hoạt động của công nghệ mới này như thế nào, nhưng trong video chia sẻ thì cho thấy thiết bị thử nghiệm có thể sạc ở mức từ 10% lên 14% pin trong vòng 16 giây. Vivo hiện chưa tiết lộ về thời gian ra mắt công nghệ sạc nhanh mới, nên có thể là người dùng sẽ phải chờ đợi thêm vài tháng nữa. Còn nhớ hồi tháng 3 năm nay thì Xiaomi cũng đã công bố giải pháp sạc pin lên tới 100W cho smartphone và có thể làm đầy 4000mAh trong vòng 17 phút, nhưng cho đến nay thì vẫn chưa được tung ra thị trường. Sau Huawei, Mỹ đã bổ sung một số công ty công nghệ Trung Quốc và một viện nghiên cứu thuộc chính phủ vào danh sách đen vì lo ngại vấn đề an ninh quốc gia. Theo CNN, Bộ Thương mại Mỹ mới đây đã đưa ra lệnh hạn chế xuất khẩu với công ty đang phát triển siêu máy tính của Trung Quốc là Sugon tại Bắc Kinh, cùng với đó là 3 chi nhánh và Viện Công nghệ Điện toán Vô tích tại Giang Nam. Động thái này là nỗ lực mới nhất của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm hạn chế khả năng các công ty công nghệ của Trung Quốc tiếp cận với công nghệ của Mỹ trong bối cảnh cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra. Chính quyền nước này đang lo ngại Trung Quốc có thể sử dụng siêu máy tính để ứng dụng vào quân sự như là phát triển vũ khí hạt nhân, mã hóa và phòng thủ tên lửa v.v. Quan trọng hơn là những siêu máy tính này lại có sử dụng các công nghệ do Mỹ phát triển và một số linh kiện được nhập từ Mỹ. Tuy nhiên, lệnh cấm trên có thể ảnh hưởng rất nhiều đến Intel và Nvidia hay những công ty công nghệ Mỹ khác vì đang bán linh kiện cho Sugon. Công ty Samsung Display, công ty con chuyên sản xuất màn hình của Samsung, đang tính tới việc đòi Apple phải bồi thường hàng trăm tỷ won, tương đương với hàng triệu đô la. Nguyên nhân được cho là doanh số của các mẫu iPhone thế hệ mới của Apple thấp hơn mong đợi, khiến cho sản lượng màn hình OLED của Samsung cung cấp không đạt được mức dự kiến. Điều này cũng kéo theo lợi nhuận của nhà sản xuất màn hình tới từ Hàn Quốc cũng mất hơn gần một nửa trong năm ngoái. Một thông tin mới đây cho biết để giải quyết tình hình trên, Apple đã tính đến việc mang màn hình OLED lên những thiết bị di động khác ngoài iPhone. Trong đó thì máy tính bảng iPad và máy tính xách tay MacBook đang là hai dòng sản phẩm được công ty công nghệ Mỹ cân nhắc. Tuy nhiên thì thực chất đây cũng chỉ là những suy đoán, còn trong nội bộ ngành cho rằng Apple và Samsung đang xem xét giải quyết các phương án để giảm thiểu khoản lỗ, vì vậy vẫn còn khá sớm để xác minh độ chính xác của thông tin trên là như thế nào. Ngày 22 tháng 6 năm 2019, công ty cổ phần dịch vụ phân phối tổng hợp dầu khí PSD đã chính thức cho ra mắt thương hiệu TV Senko tại thị trường Việt Nam.
Trong lần ra mắt này, Sanco đã giới thiệu các dòng sản phẩm từ đa dạng các kích thước cho đến chủng loại như là Smart Voice, Smart TV, DTV, dòng TV kỹ thuật số, đáp ứng thị hiếu của đại đa số người tiêu dùng Việt Nam. Theo nhà sản xuất, TV LED, TV Full HD, TV 4K của Sanco đều được sản xuất dựa trên tiêu chuẩn chất lượng Hàn Quốc. Trong đó thì Sanco Smart Voice là TV Việt đầu tiên được tích hợp tính năng điều khiển giọng nói, tìm kiếm nhanh và chính xác với giọng nói cả ba miền. Còn Smart TV thì được cung cấp kho ứng dụng miễn phí cùng hàng trăm những ứng dụng khác nhau từ các chương trình truyền hình, học tập cho đến vui chơi giải trí. Và cuối cùng là DTV, TV kỹ thuật số phục vụ theo đề án số hóa truyền hình của chính phủ. Và sau đây là những thông tin về giá bán của sản phẩm các bạn có thể tham khảo. Vừa rồi là những thông tin có trong bản tin tích niệm hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video này. Nếu cảm thấy video này là thú vị thì các bạn hãy nhớ chia sẻ cũng như đăng ký kênh YouTube của Techmark để xem nhiều video hơn nữa nha. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của Techmark.